xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bé Út Chibi nha. Và video ngày hôm nay xin mời các bạn cùng với chị kiểm tra đơn hàng của các bạn đã đặt ngay. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bé Út Chibi. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra đơn hàng của các bạn. Mình đặt ngày 3 tây tháng 5. Và đây là đơn hàng của bạn đầu tiên. Các bạn nhìn này, biết cái này là cái gì không? Đó. À, rất là bự to. Này, cái này gọi là cái máy ATM á các bạn. Còn cái này là cái máy kết sắt ha. Đó, cái này hai cái đều có chức năng là bỏ tiền vào ha. Và đây là đơn hàng đầu tiên của Lê Thị Kim Chi. Đó. Bây giờ mình đầu tiên là mình đi cái máy ATM trước ha. Mình giới thiệu cái máy ATM. Bây giờ shop sẽ tháo ha, tháo ra. Mở ra các bạn xem ở bên trong và gắn pin vào. Đây, sau khi tháo ra thì nó bên trong nó như thế này nè các bạn. Nó có cái tờ giấy này. À, tờ giấy hướng dẫn ha, toàn tiếng Hoa thôi. Mật khẩu ban đầu là gì? Cái này nó gắn pin vô nè, đút cái thẻ này vào, bấm bát là 4 số 0 nha. Đó, cái bát ban đầu á mặc định là 4 số 0. Đây, bấm pin vào, bỏ tiền vào, cái này bỏ vào một bên ha. Tôi sẽ lấy này ra, cái đằng sau nó có cái này nữa nè. Đó, mình phải mở ra ha, dàn mở ra rất là cầu kỳ để dễ cho trong hộp nó đẹp á các bạn. Rồi, giờ sắp sẽ tháo ra cho mình xem nè. Đó, chọn cái này vô. Chỉ đây, đó, đâu ngã bụi nè. Cái này là cái thẻ nè, đúng không? Bấm vào. Mình bấm cái thẻ này vào mình mới bật được cái mật khẩu nha các bạn. Đó, thì sau đằng sau này nó có cái chỗ để mình để pin nè. Giờ mình kéo ra một cái chút vít cái này nè. Quay cái đầu này lại. Sẽ mở pin ra ha. Đó. Nhà mình không có cái vít nhỏ này á, thì mình lấy con dao nhọn mình mở quản được nha các bạn. Đằng sau thì nó có 3 cục pin. Thì bên shop mỗi mua hàng thử mà bên shop sẽ thử hàng cho các bạn xem và tặng cho mình thêm pin luôn nha. Đó, tặng cho mình pin luôn, mình về mình không cần phải mua pin. Đó, có nhạc tại Nintendo. Khỏi đậy lại ha. Tí nữa shop tha giao hàng thì shop sẽ tháo pin ra nên là mình khỏi đậy lại. Đó. Mật khẩu ban đầu ha, mật khẩu ban đầu nó là 4 số 0 hồi nãy đó. 1 2 3 4. Rồi bỏ cái băng tay vào đây nè. Đó, này mình mở được. Đó, thấy không? Nó có tặng tiền trong đây cho mình nữa nè các bạn. Thấy không? Tặng tiền. Đó. Bây giờ mình rút bỏ tiền vào ha. Đó. Máy này nó có chức năng là rút tiền như là máy ATM đúng không? Như máy kết sắt. Đó, nó có chức năng rút tiền như máy kết sắt nha các bạn. Đó. Nhưng mà được cái là nó có cái công. Đó, đây này nó có cái gọi là gì ta? Gọi là cái này là bỏ tiền cắt nè. Cái máy rút thẻ nè, thấy không? Đó. Thì shop có chỉ sử dụng á. Chỉ sử dụng có video sử dụng cái máy kết sắt, cái máy ATM này nè các bạn. Đó, các bạn vào kênh Bé Út Chibi ha. Các bạn bấm là máy ATM mini shop Bé Út Chibi, nó sẽ ra. Cái thẻ này là không thể nào mắc được nha. Cái thẻ này cái thẻ ngân hàng của mình đó, các bạn thấy không? Bạn bỏ cái thẻ này vào, bạn nhập mật khẩu nó mới ra nha các bạn. Đó, giờ mình không có thẻ này mình bấm nè. Đó. Không có mở được. Đó, mình phải bỏ cái thẻ này vào nha. Đó, bỏ cái thẻ này vào. Mình bấm 4 số 0. Rồi, bỏ cái đăng tay vô. Đó. Đó, mới mở được ha, tiền trong đây luôn. Đó. Thì cái này là 300 nghìn nha các bạn nhé, 300 nghìn. Đây, đằng sau này, cái máy ATM này. Đó. Thì kênh shop có sử dụng, có cái chỉ có video hướng dẫn sử dụng cho mình rồi. Mình vào đó mình xem dùm nhé. Bây giờ mình tháo pin ra. Đó. Hàng sau thì về nhà vậy. Giờ shop tháo pin ra, để giao cho mình nha các bạn nha. Rồi, đẩy cái này lại. Rồi, nếu mình thử cái máy kết sắt cũng như vậy nha. Rồi, nãy là cái máy ATM. À, giờ mình tới là cái máy kết sắt ha. Thì máy kết sắt nó cũng có giấy hướng dẫn nè, hướng dẫn chứ nói riết nó lộn. Thì cái này mật khẩu nó cũng 4 số 0 các bạn nha, 4 số 0 luôn. Thì giờ cũng như vậy, giờ mình gắn pin vào. Và đây ha. Đó, máy kết sắt này sắp đã gắn pin vào cho mình nha. Giờ mật khẩu ban đầu là 4 số 0. 1 2 3 4. Đó, nên là mở cửa. Ok ha. Thì cái này nó cũng thay đổi mật khẩu rồi được nha các bạn. Đó. Đóng lại. Giờ mình thử bỏ tiền vào mình thử nha. Rồi, giờ em sẽ dùng cái tờ 100 ngàn để mình thử rút tiền vào. Đó, ok nha các bạn nha, vậy là hoạt động bình thường tốt. Đấy, giờ lấy tiền ra để quên. Đó. Thì các bạn mà muốn sử dụng mà biết cách thay đổi mật khẩu rồi đó, thì các bạn cũng vào Bé Út Chibi ha, bấm là cách sử dụng kết sắt mini, rồi cách sử dụng máy ATM mini, là shop đã chỉ cho các bạn cách sử dụng và thay đổi mật khẩu chi tiết trong đó hết rồi. Ha. Giờ thì mình shop chỉ giới thiệu và thử máy cho các bạn xem thôi. Giờ mình tới đơn hàng tiếp theo nha. Tiếp theo là đơn hàng bé Ngọc ở Tây Ninh. Bé Ngọc có đặt hai cái móc khóa nước nè các bạn. Trong đây có cái hình bạn là
Pokemon nè, và bạn bạn cuốn nè, bạn chó có nước nha các bạn nha. Đó, nó có kim tuyến, nó đá trong đây nước luôn. Và cái như vậy là 25.000 nè các bạn, cái là móc khóa nước. Và tặng cho mình thêm một cái móc khóa nước ép nữa nè, giọng mình sẽ thích nha. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Diễm Trinh. Đây là đơn hàng của Diễm Trinh, và Diễm Trinh có đặt một cây bút này các bạn. Đây là một cái bút bút máy bôi được ha. Đây, và shop sẽ trong cái ngòi nó như thế này. Đó. Và bút này thì mình viết như là bút máy bút mực á, nhưng mà mình bôi được nha các bạn. Đó, bôi được. Thì giờ tháo cái này ra. Để shop chỉ cho mình là cách sử dụng ha, cách tháo này ra. Thì giờ mình không có viết được nha các bạn, mực nó chưa có gắn vào á, thì mình có cái ống mực nè. Ha, đó mình bỏ vào, mình đẩy mạnh tay một cái nghe không, cái cắt cái đó là mực nó vô. À, ha. Mực nó vô xong mình đóng lại. Rồi mình chờ một vũ vũ hoặc mình vũ vũ nha ha, hoặc là lấy làm đóng nhẹ nhẹ xuống cho mực nó xuống nha các bạn. Mực nó xuống mình mới viết được. Đó, xong mấy cái sau là mình không cần phải vũ nữa. Thì bạn đặt mua thêm là 5 cái ống mực này các bạn, một ống như vậy là 3.000 ha, hết mực thì mình sẽ thay vào. Và tặng cho mình thêm là một cái cây bút. À, cây bút có các bạn gấu và có cà rốt các bạn ha, bút này mực. Đó. Thì giờ mình sẽ thích ha. Rồi bye bye các bạn, đơn hàng hôm nay đã kết thúc rồi nha. Hay gọi điện 0937899707 để đặt hàng. À, và đặc biệt là phải xin phép ba mẹ mình nha. Bye bye các bạn, và hẹn các bạn video sau. Ngoài ra shop còn bán đầy đủ các loại búp bê lớn nhỏ, trang phục phụ kiện, trang sức và đồ dùng cho búp bê, có cả những bạn búp bê giấy, trang điểm búp bê, tô màu, búp bê tô màu nổi, tranh chào thang, không không đó, các sản phẩm đồ dùng học tập của shop FGV cũng rất là đa dạng và được rất nhiều bạn tin tưởng. Kèm theo đó còn có những loại bánh kẹo rất là hot hiện nay cũng được shop bán. Mặt khác, để phục vụ nhu cầu làm đẹp của bạn, shop cũng có bán những cái phụ kiện thời trang, lắc tay, kẹp tóc, mỹ phẩm, móng tay, bông tay, cột tóc, vân vân. Và dĩ nhiên không thể thiếu những cái ba lô đi học xinh xắn, ba lô thời trang đi chơi dạo phố, túi đeo chéo các kiểu, băng đô, quần áo, túi nhồi bông, và có cả những đồ dùng cho các bạn trai như là siêu nhân, khủng long, Rubik, bích phong, xe, rồi các dụng cụ âm nhạc, game, xe chạy siêu thị cho các bạn nhỏ. Tất nhiên là cũng có những bạn Lego. Hẹn uy tín chất lượng suốt nhiều năm với phương châm phục vụ hết mình tận tình. Còn bây giờ chắc là phải